Như Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với phần điểm tin buổi sáng ngày hôm nay là ngày thứ Bảy 25 tháng Giêng năm 2020, cũng là ngày mùng 1 của năm canh Tý. Mở đầu phần bản tin ngày hôm nay thì thành phố Vũ Hán, nơi được coi là tâm điểm của dịch bệnh virus corona và hiện nay đang đã bị đóng, đã ra lệnh cấm hầu hết xe cộ lưu thông ở khu trung tâm thành phố. Trong khi đó, thì tại Hồng Kông nói rằng là sẽ đóng cửa các trường học trong 2 tuần để có thể ngăn chặn tình trạng lây lan. Đến nay đã khiến hơn 1.000 người trên toàn thế giới bị mắc bệnh và khiến 40 người thiệt mạng. Đặc khu trưởng Hồng Kông là bà Carrie Lam nói rằng sẽ tuyên bố có tình trạng khẩn trương y tế ở vùng lãnh thổ này, đóng cửa các trường tiểu học và trung học thêm 2 tuần sau thời gian nghỉ Tết. Các trường học này sẽ mở lại vào ngày 17 tháng 2 sắp tới. Bà Carrie Lam cũng nói rằng các chuyến bay và đoàn xe lửa đi thẳng từ Vũ Hán đến Hồng Kông cũng sẽ bị chặn lại. Việc bùng phát bệnh sương phổi do coronavirus gây ra đã khởi sự từ Vũ Hán trong tỉnh Hồ Bắc ở lục địa Trung Quốc, rồi sau đó lan ra khắp nước cũng như là ngoại quốc, trong lúc sự di chuyển của hàng trăm triệu người vào thời gian lễ Tết lại càng tạo thêm sự khó khăn cho việc ngăn chặn. Cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã lan báo rằng là thành phố này dự trù sẽ thay thêm một bệnh viện đã giả chiến thứ nhì với khoảng 1.000 dân bệnh dành riêng cho những người bị nhiễm virus. Đại đa số các trường hợp bệnh cũng như thiệt mạng hiện nay đều xảy ra ở Trung Quốc. Tuy nhiên thì đang có các ca bệnh mới xuất hiện ở Mỹ, Úc, Malaysia, Nhật và cả Pháp. Bên cạnh đó, thì hãng thông tướng Reuters cũng cho biết rằng Mỹ cũng đang sắp xếp một chuyến bay có khoảng 230 chỗ ngồi vào ngày mai 26 tháng Giêng để có thể đưa các quan chức ngoại giao cũng như là công dân của Mỹ rời khỏi Vũ Hán, nơi đang bùng phát dịch viêm phổi. Bên cạnh Mỹ, thì Pháp cũng đang lên kế hoạch sơ tán các người dân của mình bị mắc kẹt tại Vũ Hán. Bệnh virus, bệnh viêm phổi do virus corona xuất hiện lần đầu tiên cũng tại Vũ Hán và các triệu chứng bao gồm là tình trạng như là sốt, khó thở và ho. Tuy nhiên thì hiện vẫn chưa có loại vaccine nào cho loại virus này có thể lây lan từ người sang người. Và ngoài ra thì tính thời điểm hiện tại có 41 người thiệt mạng và 1.000 người bị nhiễm bệnh trên khắp cả Trung Quốc. Và bên cạnh đó thì chính phủ Anh cũng đang cố gắng tìm kiếm khoảng 2.000 người mới đây bay từ Vũ Hán tới nước này. Cơ quan y tế cũng đã phối hợp với lực lượng kiểm soát biên giới và các hãng hàng không nhằm có thể tìm kiếm thêm nhiều người nhất có thể. Họ là những người Trung Quốc đến Anh trong vòng nửa tháng qua. Bên cạnh đó, thì Trung Quốc cũng đã đóng cửa một phần vạn lý trường thành cùng với các địa danh nổi tiếng khác ở Bắc Kinh và nhiều thành phố khác để có thể kiểm soát được dịch bệnh. Một loạt các lễ hội mừng Tết nguyên đáng năm nay cũng đã bị hủy bỏ. Và chuyển sang phần tin tiếp theo, thì tính đến nay, Trung Quốc xác định có khoảng 1.300 ca nhiễm virus corona, chủng virus gây ra dịch hội chứng hô hấp cấp tính nặng, họ tắt là SARS và hội chứng hô hấp Trung Đông, hay còn gọi tắt là MERS. Mặc dù rằng là chính quyền đã phong tỏa thành phố Vũ Hán nơi được xem là tâm điểm bùng phát dịch, nhưng các hình ảnh và video trên trang mạng xã hội thực sự đã khiến cho người dân lo lắng. Trong đó thì có một số hình ảnh và video cho thấy rằng người dân đeo khẩu trang nằm gục ngay trên đường, dòng người chen trúc trong bệnh viện cũng như là có những tiếng la hét đi ngược lại với những nỗ lực kiểm soát tình hình của chính phủ và khiến người dân cảm thấy cần được phải minh bạch hơn. Một số phóng viên địa phương cũng viết trên trang báo rằng là người dân Vũ Hán vẫn không ý thức được mức độ ảnh hưởng của đợt bùng phát virus này trong khi nó đã diễn ra từ tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên thì ngược lại với thông tin tiêu cực trên mạng thì báo chính thống lại cho đăng video bệnh nhân vui mừng xuất hiện và còn tờ Hoàn Cầu Thời Báo thì chỉ nhắc về chuyện thiếu cơ sở vật chất y tế và chuyển sang về phần tin cuối cùng của ngày hôm nay là phần tin liên quan về Việt Nam. Báo chí Việt Nam cũng vừa nhắc lại việc sắp thực hiện trong năm 2020, trong đó đáng chú ý là việc miễn thị thực cho 30 ngày cho người ngoại quốc, chủ yếu là Trung Quốc và các khu kinh tế ven biển. Theo đó thì báo Người lao động nhắc lại một số chính sách thị thực visa cho người ngoại quốc sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó việc miễn thị thực 30 ngày cho người ngoại quốc vào kinh tế biển ven biển của Việt Nam, thực chất là những đặc khu kinh tế được công luận đặc biệt quan tâm. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người ngoại quốc tại Việt Nam được Quốc hội Việt Nam thông qua vào cuối tháng 11 năm ngoái. Theo đó, thì chính phủ sẽ quyết định khu kinh tế ven biển nào được miễn thị thực nếu như đáp ứng đủ 4 điều kiện, bao gồm là có phi trường quốc tế, không gian trình biệt, ranh đới địa chí xác định và cách biệt với đất liền, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội và không làm thương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trực tự an toàn xã hội của Việt Nam. Bên cạnh đó, thì các trường hợp người ngoại quốc được cấp thẻ tạm trú Việt Nam gia hạn miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 8 nước là những chính sách về thị thực trong năm 2020 sẽ được thi hành vào ngày 1 tháng 7 sắp tới. Tuy nhiên là dù có một số ý kiến băn khoăn về quy định này, nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định quy định miễn thị thực cho người ngoại quốc vào khu kinh tế ven biển với 4 điều kiện trên là bảo đảm chặt chẽ. Người dân Việt Nam lo ngại những đặc khu này sẽ tạo điều kiện cho người Trung Quốc vào chiếm đất của Việt Nam khi điều kiện cho thuê đất lên tới 99 năm với nhiều ưu đãi. Sau đó thì đến tháng 6 năm 2018, nhiều cuộc biểu tình của người dân chống dự luật đặc khu đã diễn ra mạnh mẽ trên khắp Việt Nam và đã bị công an đàn áp. Tuy nhiên thì dưới sức ép của công luận vào cuối năm 2018 thì chính quyền Hà Nội đã quyết định dời lại việc bàn thảo về dự luật này, tới nay thì vẫn chưa được thông qua và vừa rồi cũng là phần điểm tin buổi sáng ngày hôm nay. Xin anh kính chào và hẹn gặp lại.